Xin chào quý vị và các bạn. Sáng nay ngoài trời do ảnh hưởng của không khí lạnh, Bắc Bộ trời lạnh với mức nhiệt ở thủ đô Hà Nội và các tỉnh thành đồng bằng chỉ từ 21 đến 23 độ. Còn với khu vực vùng núi, mức nhiệt chỉ ở ngưỡng là 19 đến 21 độ, trời rét nhẹ và thậm chí vùng núi cao còn dưới 19 độ, trời rét. Đến trưa chiều nay, Bắc Bộ trời nhiều mây nhưng không mưa, trời mát với mức nhiệt trên toàn khu vực chỉ quanh ngưỡng là 24 cho tới 28 độ. Với Trung Bộ, không khí lạnh tràn xuống với những luồng gió Đông Bắc tương tác với địa hình đón gió. Cùng lúc, rãnh thấp xích đạo ở phía Nam lại nâng trục lên phía Bắc và hoạt động mạnh hơn, tạo ra các nhiễu động từ biển vào đất liền. Vì thế, suốt từ Thanh Hóa trở vào cho đến Bình Thuận trong hôm nay đều có mưa rào và dông. Trong đó, khu vực từ Quảng Bình trở vào cho đến Quảng Ngãi có mưa vừa, có nơi mưa to, với lượng mưa phổ biến từ 30 đến 50mm và có nơi trên 100mm. Do mưa nhiều nên nền nhiệt trưa chiều nay ở Trung Bộ giảm đáng kể. Khu vực từ Thanh Hóa trở vào đến Thừa Thiên Huế nhiệt độ giảm còn từ 28 đến 31 độ. Khu vực các tỉnh thành phố từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận nhiệt cũng chỉ còn khoảng từ 30 cho tới 32 độ. Rãnh áp thấp cũng khiến mưa dông quay trở lại Tây Nguyên và Nam Bộ vào chiều tối. Trong đó, khu vực các tỉnh miền Đông Nam Bộ, nơi mà trục của rãnh xích đạo đi qua sẽ là vùng có khả năng xuất hiện những điểm mưa vừa, có nơi mưa to và dông mạnh. Quý vị cần đề phòng trong mưa dông xuất hiện sấm sét và gió lốc nguy hiểm. Mưa xuất hiện về chiều tối, còn trong ngày cả Tây Nguyên và Nam Bộ có nắng mây đan xen. Mức nhiệt cao nhất ở Tây Nguyên giảm nhẹ, còn khoảng là 28 đến 31 độ. Các tỉnh Nam Bộ phổ biến là từ 31 cho tới 34 độ. Trên biển, khu vực phía Bắc của Biển Đông, vùng biển huyện đảo Hoàng Sa, gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, sóng cao từ 2,5 đến 3,5 mét, biển động. Khu vực biển phía Nam của Biển Đông, vùng biển huyện đảo Trường Sa, gió Đông Bắc mạnh cấp 4, mưa rào và dông nhiều nơi, tầm nhìn xa thấp từ 4 đến 10 km. Bản tin thời tiết sáng ngày 7 tháng 11 xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Thank you.